Minecraft. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ có đàn em là một tên cướp, nhưng là một tên cướp tập tạ à nha. Cơ bắp cuồn cuộn, hai tay cầm hai cái rìu, sẵn sàng chọi lỗ đầu thằng nào dám cản đường của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn thằng đàn em qua thế giới khác tìm đánh con quýt thơ, rồi xin nó cuốn tập để đi học quánh caro. Và để có thể triệu hồi được một thằng đàn em là ăn cướp cơ bắp thì mình cần phải có trái tim của thằng ăn cướp. Chính vì vậy thì mình cần phải làm lâm tạc để có được những cái công dụng cụ thì mới quýnh lộn với nó được chứ. Ủa, hết hồn, thất nghiệp đi đâu đây vậy? Thấy người ta làm không lo học nghề, ăn rồi đi vòng vòng nhiều chuyện. Mấy bạn mai mốt học ra trường á, cố gắng có việc làm đừng giống bác dân làng nha. Các bạn biết sao mình làm cây cúp trước không? Để sửa nhà cho bác dân làng á. Nhà như vậy nè, gió thổi vô mới thoáng mát. Thôi tự trả công cho mình một cái giường luôn. Là một cây kiếm, một cây rìu và một cây cúp. Úi, hình như nhà bác dân làng kia có cái rương. Để mình qua dọn rương cho bác. Wow, nhà giàu dữ. Nhưng tánh mình á không có ham vàng bạc đá quý, mình chỉ khoái đồ ăn thôi. Cho bác lại cái cửa. Ý, nhưng mà cái giường vàng đẹp quá à. Wow, cái giường vàng này nè, mình ngủ đái dầm không có bị phát hiện. Anh Golem. Anh làm gì mà mặt căng dữ vậy anh? Kiếm kèo quýnh lộn không có hay sao? Có liền. Chà, quýnh lộn không có được khóc nhè nghe chưa? Đã nói rồi mà còn khóc nhè. Ôi, được có bà phồi. Mấy bác dân làng đang họp chợ hả? Còn mấy ông thất nghiệp này có hàng hóa gì đâu mà trao đổi. Đứng đây bà Tám thì có. Giải tán, giải tán. Mấy bác dân làng mà nghe chuông cái là chạy liền à. Tại tưởng tụi cướp quá. Úi, nhỏ ơi, vô ngủ đi con. Trời ơi, nó chạy cái tướng thấy ghét không? Cho chú vô nữa. Trời ơi trời, ba con ngủ ngáy chảy kè tùm lum luôn rồi nè. Nhà gì đâu chật chội quá à. Mình nằm đỡ ở đây cũng được. Chúc mấy bạn ngủ ngon. Sáng rồi. Ủa, thất nghiệp mà dậy chi sớm vậy? Ngủ xíu nó đi, tầm 12 giờ rồi dậy. Kiện rơm nhiều quá. Ôi, đừng mét người lớn nha con. Lát nữa chú cho hai ổ bánh mì. Nhỏ ơi, ăn bánh mì nè con. Trời ơi trời, bánh mì mà nó chê. Nè, bánh mì nè. Đúng rồi đó, cho thêm ổ nữa. Trời ơi, nó ham chơi dễ sợ luôn á. Với ba phôi sắt này, mình sẽ ưu tiên là một cái khiên và một cây kiếm. Tuy mình quýnh lộn dở, nhưng mình phải phô trương vũ khí cho tụi cướp nó sợ. Bác nông dân ơi, kêu bà con tập hợp phụ con một tay đi quýnh cướp được không? Trời ơi trời, bác nông dân này thì chỉ biết trồng lúa thôi chứ đánh đấm cái gì mà mình trông chờ. Thôi đã như vậy thì mình đơn thân độc mã, bàn tay ta làm nên tất cả. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Chắc bà con không thấy mình quay lại nhớ mình lắm. Nhưng mình phải ra đi để trừ hại cho dân. Đây rồi. Cành gác cẩn thận giữ ta. Ăn ổ bánh mì cho có sức quánh lộn. Bé gà ơi, phụ anh một tay được không con? Anh hỏi mà mày không trả lời. Mình phải dụ mấy thanh niên này ra quánh lẻ mới được. Chứ nó mà quánh hội đồng sao mình chơi lại. Đúng rồi, bắn đi. Đồ ngu. Chà chà chà. Úi, chạy. Dí nè. Chà. Úi. Wow, đẹp dữ thần ta. Úi, ăn được luôn. Trời ơi trời, xịn dữ. Vậy lỡ rồi, mình kiếm thêm vài trái nữa để đói bụng ăn. Đó, từng đứa ra một. Không được chơi hội đồng. Phải chơi một một như vậy nè. Nhào vô. Đỡ. Nhắm cái ghét không? Mày đặt nhắm hả? Ui, có con tin. Mình phải cứu mới được. Ra đi hai đứa ơi. Đỡ.
nè, nhắm nè, đứng kế bên rồi mà còn nhắm bắn. Ăn vô. Wow, để lên trên đây coi còn la liếm được gì nữa không nha. Wow, hai phôi xác bội thu. Lấy cái sừng dê làm chi trời, mình có hai cái sừng rồi. Ok, đã đến lúc chuồn khỏi nơi đây. Nani? Ui, ui, bị phát hiện, thằng thú lĩnh. Đố anh bắt được em, lèo lèo. Chắc thành niên nó không biết bơi rồi. Ui, sẵn tiện ở đây có nhiều cát, lấy 3 khối cát để làm chai thủy tinh luôn. Có sỏi nữa nè, tìm 2 viên đá lửa nữa. Tiếp theo đi mai để tìm ít khoáng sản. Đầu tiên là đồng. Lấy thêm ít than. Sắc quá trời luôn, không lấy thì có lỗi với mẹ thiên nhiên lắm. Làm vài cái lò nung. Nung sắt và nung cát. 3 chai thủy tinh. Làm cái áo mặc vô cho nó ấm. Thêm một cái quần nữa để tránh lỗ hàng. Mang thêm đôi giày để bị sao đỏ trừ điểm. Thêm 2 cây rìu. Xuống bờ sông xúc nước khoáng. Bây giờ trở về làng đợi trời tối và đi săn thôi. Bác ơi, tối hôm nay còn bảo kê cho cả làng mình luôn á. Ông nội này chết nhát thiệt. Thấy mình cầm cây rìu thôi mà cũng sợ nữa. Đáng lẽ ra là mình không có thích lo chuyện bao đồng đâu. Tại vì anh Golem của cái làng này mình xử mất tiêu rồi. Nên bây giờ phải có trách nhiệm bảo vệ làng. Hello bác Linh Một. Ui, con cũng đang cần thịt thối nè. Không có đâu mà đổi cho bác. Ủa, cái mặt vậy là sao? Chơi con nghèo hả? Coi thường người khác nè. Có bình nước ngọt nào trong đây không? Để lên trên đây coi còn giấu gì nữa không? Bác còn nghèo hơn cả mình nữa mấy bạn ơi. Mấy bác dân làng trở về nhà ngủ hết trơn rồi. Chỉ có mình tối nay là phải thức canh gác thôi. Ăn trái táo vô cho có vitamin. Dân chơi kia rồi. Đi săn thôi. Dữ. Bị anh zombie phát hiện rồi. Đi xa. Đúng rồi nó. Trời ơi, tội nghiệp, quýt lộn mà không biết sử dụng cái đầu. Đúng rồi, bắn nhau đi. Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Bầy đặt leo lên cây trốn, núp nè. Ủa, xương đâu? Trời ơi trời, 4 anh zombie định quýnh một mình. Nhào vô, chấp hết luôn. Wow, bây giờ là 5 anh. Sao ít thịt thối vậy? Cho em xin 2 que xương nha. Ui, chạy nhanh vậy nhỏ. Trời ơi, kêu Mina. Phải ăn trái tim bọn cướp vô liền. Kèo này hơi chua rồi. Lèo lèo. Lút cái đầu lên đây. Ok, đã đủ thịt thối. Tìm thêm vài que xương nữa là xong. Không chơi đâu nha. Wow, wow. Đông kinh khủng. Thằng nhóc nhỏ này nó lì thiệt. Dám dí theo anh. Về lo học tập đi. Bày đặt làm giang hồ. Sáng rồi kìa. Không lo chạy đi, ở đó mà quýnh lộn. Lát nữa cháy ráng chịu à nha. Để tao đứng đây tao chóng mắt lên tao coi. Yếu mà bị đặt ra nắng. Đó, đó, đó. Ngu mà lì. Sau một đêm vất vả và chúng ta đã có đầy đủ nguyên liệu để triệu hồi thằng đàn em rồi. Đầu tiên là 3 lọ thuốc ma thuật. 1, 2 và 3. 3 bột xương. Và cuối cùng là bỏ trái tim vô đây. 2 bình thuốc ma thuật để tăng sức mạnh cho thằng đàn em. Độ cho nó thêm 2 cây rìu sắt nữa. Và đây, một cái trứng của Super Pillager. Dữ. Bác nông dân ơi. Hả? Bác sợ cướp không? Con cũng sợ giống như bác vậy đó. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Ấy cha. Wow. Dữ dằn quá ta. Hai ta
Trời ơi, nhìn cái mặt kìa, khó ưa quá à. Bị người yêu cắm cho hai cái sừng tưởng vậy là hay. Ui, nhưng mà chắc là chăm tập tạ lắm hay sao mà tay chân nở nang dữ vậy cả. Đứng lại đó, uống nước ngọt nè. Chà. Và chúng ta đã trở thành bạn tốt của nhau. Úi, úi, bạn cho mình hiệu ứng sức mạnh 2 và kháng cự 3. Cảm ơn bạn nha. Ủa quên, mình triệu hồi ra nó, mình là đại ca của nó chứ bạn cái gì. Ê nhóc, đi theo và nghe lệnh của anh nè. Bác dân làng thấy thằng đàn em của con sao? Trời ơi, chứ còn gì nữa. Tưởng bác chơi một cái là tới công chuyện với nó luôn. Thấy tay nó cầm hai cây rìu không? Con biết rồi, không có quánh bác đâu, đừng có lo. Ủa, anh Golem. Được, được. Chà. Wow, wow. Trời ơi, mạnh dữ. Được, được. Không uổng công mình vất vả triệu hồi nó. Đã đến lúc chúng ta làm cánh cổng qua thế giới khác để quýnh lộn rồi. Chứ ở cái thế giới này có ai mà quýnh lộn lại nó nữa chứ. Và đây chính là cái cổng để dẫn qua thế giới khác. Chờ xíu, bình tĩnh. Tánh nóng như kem vậy. Làm một cái đồ bật lửa đặc biệt. Chét. Có bông tím xuất hiện rồi. Được rồi, đi thôi. Wow. Ở thế giới này cũng có người nữa hả? Ui, mấy nhỏ ơi. Trời ơi, dễ thương quá dạ. Cho chú xin cái nón đội đi học được không? Được hả? Trời ơi, thấy thương quá à. Mấy đứa nhỏ ở thế giới này nó ngoan hiền gì đâu á. Không giống như thế giới bên kia, biếng ăn lười làm. Wow, anh Golem nữa. Để coi anh Golem bên đây có mạnh không nha. Chà. Ui. Đúng rồi. Ui. Hình như là cũng không mạnh cho lắm. Ui, bác thủ thư ơi. Hả? Bác học hành nhiều nè, chắc bác trên thông thiên văn dưới thông địa lý. Bác chờ con hỏi căn cứ của thằng Wither nằm ở đâu vậy? Bác trả lời lẹ lẹ đi chứ thằng đàn em của con nó nóng tánh lắm đó. À rồi, ok ok, cảm ơn bác. Con có bài thơ tặng cho bác nè. Nhà anh có cái bàn thờ, đèn nhang có đủ chỉ chờ mỗi em. Bác thấy trình độ thơ văn của con được không bác? Kiều Hồng một cái là tới công chuyện với mình luôn. Ồ, nó đây rồi. Cẩn thận nha. Trời ơi, cầu lửa kìa. Úi 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 úi. Trời ơi trời ơi. Quánh nó nhỏ ơi. Chà chà chà. Đúng rồi, quánh từ sau lưng đó. Trời ơi, thằng cướp này của mình nó bị ù lì quá à. Trời ơi, đầu quýt thơ kìa. Đúng rồi. Nó đang bị gây chú ý bởi thằng đàn em của mình. Úi. Đúng rồi đó. Quánh nó đi cần. Quýt sao đích đó. Trời ơi, để anh làm mẫu cho mà coi nè. Chà. Chà. Trời ơi, không tiếp cận được. Wow, có cái gì đó đẩy mình ra. Chà. Wow. Thằng đàn em của mình đứng bặt co với con quýt thơ luôn. Nó quăng rìu kiểu gì mà không si nhê con quýt thơ gì hết vậy. Úi úi úi, quýt nó đi, đừng có quýt tôi. Trời ơi, trời ơi. Bự con vậy mà bị bay luôn, huống hồ gì là mình. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời thằng đàn em mình nó được bay lên trời như vậy luôn á. Wow, wow. Nó quýnh thấy tội thằng đàn em mình luôn. Wow, hay lắm. Vừa gây được sát thương kìa. Đúng rồi. Ui, quýt thơ nó triệu hồi quái. Mình phải phụ thằng đàn em mới được. Ý, nó đang phục hồi kìa. Phục hồi, phục hồi, phục hồi nè. Ui. Đúng rồi, cố lên, còn một chút nữa là chúng ta giành thắng lợi rồi. Wow. Tên đâu mà nhiều dữ vậy. Đúng rồi. Hai đứa quýnh lộn đi, đừng để ý tới anh. Ui, lại triệu hồi. Cút xa. Cứu anh nhỏ ơi. Sau lưng nè. Trời ơi, toàn là zombie mặc giáp. Chà. Chà. Đúng rồi, hay lắm. Đó là chiều mượn dao giết người. Ui, nó đang chờ hồi phục năng lượng kìa. Nhân cơ hội này mình phải kết thúc nó mới được.
Chà, chà. Yeah, yeah. Làm cái gì vậy? Chết rồi mà còn quơ. À, thì ra là nó chết và triệu hồi quyển tập này. Ngày mai là có tập mới chơi caro với mấy bạn trong lớp rồi. Tuyệt vời. Ê nhóc, cảm ơn con đã hỗ trợ tao lấy được cuốn tập này nha. Ngày mai anh vô lớp mà chơi caro thắng, anh dẫn đi tìm người yêu. Đảm bảo là không có bị cắm sừng như vậy nữa đâu. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha, chứ nếu không thằng đàn em của mình tìm tới nhà luôn á. Nó tánh nóng và võ công cao lắm.